703 được sự tài trợ bởi thầy Michael Ross một lần nữa, đó là cái căn nhà của thầy Michael Ross. Và ngày hôm nay thì thật sự mà phải nói rằng là rất là hạnh phúc, bởi vì được không chỉ một lần mà ba lần đại diện cho thầy Michael Ross để trao tặng những cái căn nhà tại tỉnh Trà Vinh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được ghé thăm căn nhà của chị Sơn Thị Em thuộc xã Đa Lộc, tỉnh Trà Vinh, căn nhà thứ 703 của cộng đồng Visa Việt Nam dưới sự tài trợ của thầy Michael Ross. Và đương nhiên rồi, nếu như mà thầy Michael Ross đã gieo hạt thì chắc chắn là cái hạt giống mình nó sẽ nở. Thì bây giờ cả nhà có háo hức cùng với Yumi để ghé thăm căn nhà số 703 của chúng ta không ạ? Thì hãy cùng với Yumi, cùng với Design Việt Nam chúng ta ghé thăm căn nhà của chị Sơn Thị Em nhé. Nhà cái quê này à? Dạ, cái nhà cũ nữa. Nhà cũ, lâu rồi tôi không nhớ. Lâu quá không nhớ. Dạ, bệnh mối không nhớ. Dạ, đó là từ nhỏ hả? Dạ, không có, nhà nước cũng có cho à. Dạ, à tới nhà cũng được nhà nước cấp cho. Nhưng mà trước đó thì cái nhà của mình nó như thế nào? Nhà lập hết trơn. Lập hết trơn luôn. Là lợp lá hay là sao? Lợp tôn, nhà nước cho tôn, cột nó cũng khỉ nữa. Dạ, cũng là lâu quá thì nó... Dạ. Nhưng mà trước giờ thì con hỏi là cái bà làm cái gì để kiếm sống? Mẹ rau giờ anh bán. Dạ, vậy thì ngày được khoảng nhiêu tiền? Bạc được khi 50, khi 40 vậy đó. Dạ, được có ngày nào mà không có kiếm tiền được không? Không, đi kiếm được nghỉ mới nuôi cháu được đi học nghỉ đó. Dạ, vậy bà nuôi cháu đi học bao nhiêu đứa cháu? Có hai đứa. Hai đứa, là lớp mấy bà nha? Đứa lớn lớp 7, đứa nhỏ lớp 5. Dạ. Ba mẹ của hai cháu ở đâu bà? Ở thành phố. Dạ, tức là anh chị đi làm ở thành phố thì làm cháu thành phố với bà. Rồi cứ ba bà cháu chăm sóc lẫn nhau vậy. Dạ. Rồi sau này thì con thấy bà nói là hôm nay bà bị đau chân thì bà có đi tiếp tục đi bẻ rau được nữa không? Không có đi được. Dạ. Vậy rồi sao mình có tiền cho cháu đi học?
mẹ nó gửi chừng nửa tháng 300, cho nó đi học á. Lúc đó thì chắc là bà có nghĩ là tới một ngày nào đó là mình có thể sửa lại cái nhà của mình không? Đâu có người nghĩ, không nghĩ tới nhà. Sao bà không nghĩ tới? Vì chừng ông bằng nói làm nhà đó mới đi nghĩ. Tức là trước đó bà thấy là không có tiền nên bà không có tiền làm á. Thế khi mà bà nghe được tin là có một cái nhà tài trợ, tài trợ cho mình căn nhà thì bà cảm nhận như thế nào? Mừng đúng rồi. Mình khi ban đêm ngủ không được. Mình ngủ không được luôn. Giờ ngủ được chưa? Là có nôn, có nhà không? Thế lúc mà nhà mình xây xong rồi bà vào thì mình không ngủ được. Làm rồi đó, mừng quá. Rồi mọi người xung quanh có gọi tới chúc mừng hay là gì với bà không? Lại chơi lại thăm vậy. Đây tôi đi không được, anh ta lại ta nói các nhà này được, đẹp lắm. Được, đẹp quá. Cái căn nhà của bà là cái căn nhà rất là đặc biệt của bên tụi con luôn á. Là căn nhà được sự tài trợ của thầy Michael Rose. Và cái căn nhà này là thứ 703 của cộng đồng Lisa Việt Nam. Mà thầy Michael Rose là người thầy của tụi con. Thầy hướng dẫn cho tụi con để thực hành về cái việc gieo trồng những hạt giống. Và một trong những cái hoạt động mà tụi con ứng dụng dựa trên cái bài giảng của thầy đó chính là hiện thực hóa những ước mơ của người khác, trong đó có ước mơ về ngôi nhà của bạn. Vậy thì hôm nay thì con đại diện cho thầy của con sẽ trao cái bảng tượng trưng cho bà, là cái bảng tài trợ của thầy dành cho bà là 68 triệu. Thì hôm trước là tụi con chuyển khoản vào địa phương là 50 triệu rồi, bây giờ sẽ còn 18 triệu tiền mặt nữa thì còn tụi con sẽ trao cho bà ha. Bây giờ bà có muốn mở ra thấy cái số tiền lớn không? Là mở thử đi. Mở tôi chút đi. Mở chút. Mở đi, đây con cầm đi. Đó. Cùng tay. Mừng quá. Bà đã bao giờ cầm được nhiều tiền vậy chưa? Không. Biết nhiều tiền không? Bây giờ bà biết nó nhiều tiền không? Không luôn. 18 triệu á. Dạ chị mua gạo bao. Mua gạo bao. Cái này là mua gạo quá chừng gạo luôn á. Không mua bao để tiền kết. Mua thuốc uống khi đi dinh viện không có tiền đồng bạc á. Dạ. Bữa hôm đi chị Vinh không có tiền. Dạ. Lúc đó người ta cho 150 triệu. Dạ. Nhưng mà con nói thì cái 18 triệu này nó rất là nhiều luôn. Dạ, nhiều lắm. Nên là ngoài cái chuyện mà bà mua gạo thì bà có thể mua thêm một số vật dụng ở trong nhà nữa. Nếu bà không mua được thì có thể nhờ tôi anh chị tính đi. Vậy cô tính là mua gạo một bao rồi để tiền mình bên ngoài ngoài đây mà không có tiền đi. Dạ. Rồi cháu nó còn nhỏ. Dạ. Sau đó đi tập cùng hai anh em ở đây để không qua bao được 50 rồi. Dạ. Mua chuột để mua chơi gì đó. Mùa sáng đi học mà có tiền gì thì về bằng tiền. Cháu tôi nè giữ vô là giữ gì nó xinh đẹp. Vậy thì bà nhận được cái căn nhà này xong rồi ngày hôm nay có thêm tiền nữa thì bà có muốn gửi lời gì đến thầy của tụi con không? Cảm ơn, tôi cảm ơn mấy thầy mấy cô chú bác. Không biết nói. Tụi con chúc mừng cho bà, đặc biệt là cái căn nhà này. Và tụi con chúc cho bà thứ nhất là sức khỏe, và thứ hai nữa là với số tiền này thì sẽ giúp cho bà có thể yên tâm chữa bệnh nè, rồi mua vật dụng trong gia đình, rồi mua thực phẩm nữa. Bà cũng mong bà là sẽ có được cái căn nhà đúng như bà mơ ước và có thể càng ngày càng hoàn thiện hơn mà ha. Cảm ơn mấy cô, cậu chú bác gì đó mà mạnh giỏi khỏe nha. Và xin thay mặt cho Design Việt Nam gửi lời tri ân đến thầy Michael Rose cũng giống như tất cả những nhà tài trợ đã đồng hành với dự án ngôi nhà ước mơ tại Design Việt Nam. Hãy thiền cà phê để chăm sóc những cái hạt giống tốt mình đã gieo trồng, và chúng ta sẽ tiếp tục để gieo trồng những cái hạt giống tốt đẹp hơn nữa để nhìn thấy những điều tử tế lan tỏa khắp đất nước Việt Nam của mình và trên toàn thế giới. DCI Việt Nam xin chào. Chào.